À, chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu chuyện ma có thật. Thì hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện, đó chính là chuyện người con gái tên Thi, bóng ma bên giếng. Thì câu chuyện này câu chuyện chung luôn các bạn ha. Thì câu chuyện này là do mẹ của mình chứng kiến từ tại chỗ luôn, tận mắt luôn. Thì câu chuyện như thế này, thì ngày xưa mà cái lúc mà thời còn con gái là khoảng mẹ của mình khoảng 20 tuổi các bạn, khoảng 19 20 gì đó, thì có làm việc tại một cái xí nghiệp gạch Long Bình. Thì xí nghiệp này thì sẽ lấy đất sét các bạn để làm gạch xây nhà, những cái viên gạch đỏ để xây nhà, gạch 4 lỗ để xây nhà, thì sẽ lấy đất sét và nung lên. Thì công công ty xí nghiệp á, người ta cần tìm thêm một cái vùng đất để mở chi nhánh các bạn, thì họ mới cử mẹ mình và một vài người cũng như là một dạng cái một cái đội ngũ á, đi xuống Hóc Môn, đi xuống Hóc Môn để mình tìm thử cái những cái đất sét ở vùng đó đó có thể là nấu gạch được hay không. Nếu mà nấu làm gạch được á, thì sẽ mở một cái xí nghiệp ở đó luôn. Thì những ngày đầu tiên thì cũng những ngày trong lành các bạn, những khi mà đặt chân tới vùng đất ở đó, thì công ty xí nghiệp của mẹ mình đó thì được ở tại một cái vùng cát trắng, mà vùng đất cát trắng có những dãy nhà cho có người ở ha, những dãy nhà cho nhân viên của xí nghiệp ở, rồi nó có vườn điều các bạn. À, những khi mà buồn chúng ta phải ra hái điều, chúng ta nướng lên rất là thơm, có những kỷ niệm rất là vui ở đó. Sân cát trắng rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Và ở một cây điều thì nó có một cái giếng các bạn, cái giếng để uống nước ha, để lấy nước lên sinh hoạt hàng ngày đó. Rồi thì câu chuyện bắt đầu nha các bạn, nãy giờ là mình giới thiệu sơ lược thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện. Và lần đầu tiên thì đó là mẹ mình bị là sao, là mẹ mình có một đôi dép mới mua rất là yêu thích các bạn, rất là yêu thích, cứ như dạng như đi ngủ quá, mà cũng như dạng muốn để sát bên chân giường của mình nè các bạn, sợ mất ha, cứ như vậy. Thích mà còn trẻ, mình thích cái gì mình quý cái đó lắm. Rồi tối ngủ các bạn, tối ngủ tự nhiên đôi dép chà lên mặt, rõ ràng là dính cát luôn nha các bạn. Thì mẹ mình ngủ chung với một bà cô, đó chính là bà Năm ha. Thì đang ngủ có một đôi dép chà lên mặt, mẹ mình thì cũng mơ mơ màng màng đó, ai mà chơi kỳ quá này kia. Thì vừa đúng lúc giật mình dậy thì thấy bà Năm từ ngoài cửa đi vào các bạn. Thì mẹ mình mới hỏi, ủa sao cô lại lấy dép chà lên mặt của con vậy? Thì bà Năm mới trả lời là không có, tao mới đi đái xong. À, mình dùng từ là đi đái luôn, tao mới đi đái xong tao mới vô. Hú hồn các bạn, rất là sợ, cứ như vừa nằm một mình một cái là bị ha. Rồi cũng một câu chuyện ở vùng tại cái khu khu nhà đó luôn. Thì có một cô cũng lớn tuổi rồi, cũng khoảng 50 rồi đó, thì kêu tay kêu là cô Tư vậy đó. Thì cổ nằm chung với lại hai hai người con gái các bạn, hai người con gái cũng cỡ tuổi mẹ mình, kiểu như nhiều người mà thì chia từng phòng ở thì thôi. Thì cũng một cô trong đó nằm chung với cô Tư nè, kiểu như nằm chung giường hai người á. Thì cô này mới cũng đi đái luôn, tối các bạn ha. Thì cái bà cứ cô Tư nằm một mình, thì cái cô Tư đang ngủ thì quay qua ôm một, thì cũng như ôm bình thường thôi, nó ủa sao mà lại lạnh, rồi rờ lên mặt nhỏ, ủa sao lại lạnh. Thì lúc phát hiện ra lạnh thì nhìn vô thì con nhỏ đi từ cửa đi vô, giật mình vậy nhìn thì kế bên không có ai các bạn, con nhỏ nó mới đi đái vô. Thì cô Tư này cũng nằm một mình, tiếng ôm chúng ai đó mà lạnh ngắt nha các bạn. Xong giật mình vậy thấy bên cạnh không có ai, thì con nhỏ chỉ đi đái đi vô. Hai người không sao mà một người ngủ một mình là bị ha.
Rồi, những câu chuyện nhỏ ở cái vùng đất đó thôi. Thì bây giờ chúng ta vô trọng tâm nha. Có một cô thì ở chung phòng với là mẹ mình. Thì lúc đó cũng khoảng 20 tuổi thì cô này tên là Thi các bạn. Thi nha. Tên là Thi. Thì mẹ mình ở chung phòng với cô Thi này. Thì vào một cái đêm nọ là trời mưa tầm tã, sấm sét y đồn luôn, mưa dữ dội. Cũng tối rồi. Thì cái cô Thi này nè, cái người con gái tên Thi này nè, mới là cũng là mắc tiểu quá và đi ra ngoài đi tiểu, dự định là đi ra cái giếng để tiểu các bạn, tại vì trời cũng mưa quá, không có đi xa, không có đi vào cái toilet thì hơi xa, nên là sẽ tính tiểu cái giếng luôn dưới gốc cây đều. Và khi cô này vừa mở cửa ra, mẹ mình thấy cô này xỉu tại chỗ, xỉu tại chỗ. Và lúc này thì cô này mới vừa khi xỉu xong thì cô đang ngồi bật dậy và cô ta nói, la hét, nói và nói giọng đàn ông các bạn, nói giọng đàn ông và la hét. Trước cái cảnh này mẹ mình rất là sợ, sợ lắm các bạn, thì mới tông cửa ra kêu bảo vệ vô. Mấy chú bảo vệ rồi mấy cái chú mấy người đàn ông ở trong khu đó người ta mới vô. Thì cô này la dữ dội lắm, la hét rồi vật vã rồi nằm lăn lộn trên cái giường các bạn, rất là đáng sợ. Ví dụ như các bạn mà thấy trực tiếp những cảnh đó các bạn rất là đáng sợ, là đó là một kỷ niệm không bao giờ quên đối với mẹ mình khi mà thời còn con gái nữa, rất là sợ và cứ như nó nhớ mãi trong đầu luôn. Thì cô này mới lăn lộn la hét cực kỳ. Thì ở trong đó có một người đàn ông, có một cái chú đó, chú mới nói là chú này là chú bảo vệ có súng các bạn. Chú mới nói là bây giờ mày ra không, biết rồi mọi người biết các bạn, mọi người nhìn thế nào cũng biết tiếng đàn ông luôn. Cái cô gái tên Thi nói tiếng đàn ông thì người ta cũng biết rồi, chú bảo vệ này mới la lên, bây giờ sao, giờ mày có không quậy nữa không, mày có đi thoát ra hay không, người ta sẽ bắn, có súng bạn, người ta sẽ bắn. Càng cái chú này càng nói, cái cô Thi này càng la lên các bạn, càng nghiến răng mà cũng như sợ, cô này cắn lưỡi luôn, nghiến răng rất là bứt tóc, nằm vật vã trên giường nhiều hơn gấp đôi nãy nữa các bạn, rất là bạo liệt luôn. Thì có một cái chú cũng đi chung với chú bảo vệ này, người đàn ông ấy, thì cái chú này mới nói là thôi không có la người ta như vậy, chúng ta sẽ nói nhỏ nhẹ thôi, kiểu như là thôi trời cũng đã bớt mưa rồi thì để cho cái cô gái này nghỉ ngơi, tại cô gái này cũng đã mệt lắm rồi, thôi để cho người ta nghỉ ngơi. Vừa nói xong thì cái cô này ngã đùng ra xỉu tiếp các bạn, xỉu trên giường luôn. Thì mọi người cũng bắt gió rồi giật tóc mai, thì cô này cũng tỉnh dậy. Và cô này tỉnh dậy thì cô ta hoàn toàn không biết gì hết. Cô ta mới kiểu như cô ta mới bình tĩnh lên, cô ta mới kể là lúc nãy là mắc tiểu á, tính đi tiểu thì vừa mở cửa phòng ra là thấy bên cái giếng có một cái bóng trắng các bạn, một người đàn ông mặc quần đùi, áo trắng, quần đùi trắng đứng bên cái giếng. Và khi cô này vừa thấy cái ông này thì ông đã đứng sát gần mặt cô ta luôn rồi, mặt chạm mặt luôn rồi, không thấy mặt các bạn nhưng mà đã chạm mặt vào nhau. Và cô này ngất xỉu ngay lúc đó luôn, là cô ta không biết gì hết. Và khi tỉnh dậy thì cô này cũng không biết gì hết. Và cô ta cũng nhớ là câu chuyện mà bà kể cho mọi người nghe. Thì sau này mọi người cũng mua bánh trái rồi cũng cúng kiến các bạn, cũng cầu xin này kia. Thì mọi người cũng sống sinh hoạt yên ổn một thời gian. Và khi mà đến cái vùng đất này thì cái đất sét đó bạn cũng không nấu được, làm cũng không làm gạch được, nên thì cũng bỏ vùng đất đó đi, không có canh tác vùng đất đó nữa. Thì đó là một câu chuyện có thật các bạn ha, do chính mẹ mình chứng kiến. Và những kỷ niệm đó thì sẽ không bao giờ quên đối với những một người con gái rồi ha. Thì đó, câu chuyện đó thì xoay quanh một cô gái tên là Thi, 19-20 tuổi, và đã thấy một cái bóng ma bên giếng và cô ta đã bị nhập như thế đó các bạn. Nghĩa là một câu chuyện có thật. Và mình sẽ tiếp tục kể cho bạn những câu chuyện tiếp theo, và mời các bạn nhớ đón xem, ủng hộ kênh của mình để đón xem những clip mới nhé các bạn. Tạm biệt các bạn.